Vâng, xin chào mừng các anh chị đã quay trở lại với Bất Động Sản Ước Mơ. Tiếp tục series những bất động sản dưới 1 tỷ tại khu vực thành phố Thái Nguyên thì hôm nay em sẽ đưa anh chị đi xem một lô đất nằm cách ngã năm Quán Triều và khu vực chợ Quán Triều chỉ 200m. Từ khu vực ngã năm chúng ta rẽ phải đi vào 200m thì chúng ta tới. Ở lô đất này thì có mặt tiền 5,4m và tổng diện tích của lô đất là 95,7m2. Rất là vuông vắn và toàn bộ là thổ cư. Đây chính là vị trí lô đất của chúng ta. Lô đất nằm phía bên tay trái của anh chị, chỗ bờ rào cây dây leo này. Như anh chị thấy thì cái đường này khi mà làm rộng hai bên thì cái đường này rất là đẹp, cũng là một cái đường hai ô tô tránh nhau. Ở phía kia là Ủy ban Nhân dân phường, thì xung quanh nhà hàng xóm dân cư rất là đông. Cách chợ, cách trường học chỉ trong bán kính 1 cây thì con cái chúng ta có thể đi học trường cấp 1, trường cấp 2 và trường cấp 3 Dương Tự Minh, rất là thuận lợi. Thì đây là một cái vị trí khá ổn và với cái giá thành cũng tốt, 980 triệu cho lô đất này, và chủ nhà có thương lượng. Anh chị quan tâm mảnh đất này thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại ở phía bên dưới ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.